Rồi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em ha. Rồi, thì lên cho anh em một cái khung máy phát điện nha anh em. Khung này rất là đẹp luôn nè. Khung này rất là cứng và mới ha. Nó mới cắt ra từ con này nè. Con này nó dọn nổ rồi, mà cái củ phát nó bị có vấn đề nha anh em ha. Rồi, bán cho anh em cái khung này là... Khung này bán em 200 ngàn nha. Khung này đẹp nha, liền lặn, nước sơn đồ ngon lành luôn nè. À, khung này bán em 200, chưa bao gồm phí vận chuyển anh em. À, còn dính 4 cái miếng khung này luôn nè. Anh em mình đúng hệ phát điện thì về mình gắn vô, hoặc là mình chế cháo vậy đó ha. Cái này làm như có khung này làm như có tăng đưa hay đâu. Bốn ngóc còn kỹ này. Sao nó có bốn ngóc này nè. Có cái khớp nè, khung này không lẽ tháo ra được anh em. À, khung này tháo ra được hay sao nè, nó có cái khớp nè, bốn góc nè, này ốc ký vô hay gì đó. Rồi khung này mua 200 ngàn nha, 200k đó. Anh mua đầu máy này bán luôn nha. Máy này dọn nổ rồi nè, nhưng mà cái củ phát nó có vấn đề rồi, về bung ra bán đầu món luôn đó. Anh em thích cái củ phát cái ruột này bán luôn nha đó. Anh em mua thì cứ liên hệ em thì em báo giá từng con cho từng món ha.